Trong 3 ngày từ 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018, Đoàn Thanh niên Vietinbank đã tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn Vietinbank năm 2018. Trong đó, sáng ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại Hà Nội, tổ chức tọa đàm phát triển công tác cán bộ đoàn gắn với trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Các buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn khác được diễn ra trong 2 ngày tiếp theo tại Ninh Bình. Đến dự buổi tọa đàm sáng ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội có đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank, đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietinbank, cùng các đồng chí Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Vietinbank. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Kiên Cường đã khẳng định tầm quan trọng của đoàn viên thanh niên trong sự phát triển chung của Vietinbank là lực lượng nòng cốt, trụ cột tương lai của Vietinbank. Qua đó, đồng chí Cường gửi gắm niềm tin, hy vọng vào thế hệ trẻ của Vietinbank. Tham luận tại tọa đàm, đồng chí Trần Thu Huyền đã nêu các giải pháp để phát triển toàn diện thanh niên Vietinbank gắn với công tác củng cố đội ngũ nhân sự, tăng cường tình gắn kết của đoàn viên thanh niên tại các đơn vị và đưa ra lộ trình phát triển của thanh niên Vietinbank áp dụng theo khung năng lực của Vietinbank và quy chế cán bộ đoàn. Trong 2 ngày tiếp theo tại Ninh Bình, các đoàn viên được học tập các chuyên đề, những điểm thay đổi trong điều lệ đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn khóa 11, công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp, công tác văn phòng và thi đua khen thưởng, cách thức triển khai đăng ký công trình thanh niên các cấp và các vấn đề cần lưu ý trong tổ chức hoạt động đoàn thanh niên tại Vietinbank. Với mỗi chuyên đề, các đồng chí đều đưa ra những khúc mắc, vấn đề cần phải thay đổi, từ đó cùng nhau thảo luận, đưa ra những biện pháp khắc phục để hoàn thiện, thống nhất trong hoạt động đoàn tại các cơ sở đoàn trên toàn hệ thống. Cũng tại đây, các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên Vietinbank cũng đã lắng nghe, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động đoàn, những vấn đề còn tồn tại của một số cơ sở đoàn. Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn thách thức đó, tất cả các đồng chí đều đồng lòng thực hiện theo khẩu hiệu của Bác Hồ dành cho thanh niên Việt Nam: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Kết thúc khóa tập huấn, mỗi đồng chí được trao tặng giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, công tác cho cán bộ đoàn Vietinbank. Tôi tin rằng qua buổi tọa đàm ngày hôm nay với nội dung chia sẻ từ các đồng chí ban lãnh đạo cũng như là các anh chị đi trước sẽ giúp cho cá nhân tôi nói riêng và tất cả các anh em cán bộ đoàn nói chung hiện đang là những thủ lĩnh thanh niên tại các đơn vị trong hệ thống Vietinbank sẽ ý thức hơn được vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác đoàn gắn với việc đồng hành cùng với thanh niên là lực lượng chính tại mỗi đơn vị. Tôi rất tâm đắc với bài chia sẻ của chị Huyền, đó là cái khát vọng của thanh niên làm sao để làm chủ chính mình, khát vọng để làm chủ đơn vị và cái sứ mệnh để làm sao đưa Vietinbank ngày càng một vươn cao, vươn xa hơn. Đợt tập huấn cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Trong gần 3 ngày tập huấn, ngoài các buổi học, các đoàn viên đã cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi với tiệc gala dinner cùng những màn giao lưu văn nghệ vô cùng đặc sắc. Với những gì đã đạt được sau đợt tập huấn, tin chắc rằng Đoàn Thanh niên Vietinbank sẽ đoàn kết vững mạnh hơn nữa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.